Hello, cả mọi người thì bây giờ ngày cuối cùng mình ở đây rồi, mình sẽ cố gắng ở hết đêm nay, mai mình được về mọi người ạ. Hôm nay mình đi test thì mình cũng âm tính rồi, mình rất là vui luôn. Thì mình đi đi người ta bảo là cái lý nó hôm nay thì mai mai là ra ngoài rồi, không thấy là vui các mọi người ạ. Về hôm đêm nay là đêm cuối cùng mình ở đây, đây này, rất là nhiều đồ, rất là bừa bộn luôn đây này. Mai mình phải dọn hàng đống về, mai sẽ phải mang ô tô xe tải xuống chở về mọi người ạ. Mình đang ăn cơm nên mình mua được một chùm nhãn mọi người ạ. Mùa này mà có nhãn chứ đúng là, nhưng mà cảm giác nó ngọt lắm. Mình tưởng là mua trái mùa như này là nó không có ngọt đấy, nhưng mà nó rất là ngọt luôn. Còn đây là dứa, mọi người biết ăn dứa làm gì không? Con gái chắc chắn sẽ hiểu. Mình mua được một ít đồ, bây giờ mình đang ăn cơm. Cảm giác sắp được về rất là vui luôn đấy mọi người ạ. Mai là mình về rồi, mình tự nhiên bảo về lại cũng chẳng muốn xa chỗ này mọi người ạ. Không hiểu tại sao luôn đấy, kiểu như là ở đây không bị làm phiền, với lại kiểu mình thích làm gì cũng được ấy. Về nhà thì có bố mẹ quản nên là cũng ở đây thân tự nhiên. Ở đây không muốn về luôn đấy, không hiểu sao luôn đấy mọi người ạ. Mình cười thật. Lúc thì vừa mới xuống thì còn buồn này, còn khóc này, bảo là không ở đây đâu, mà bây giờ bảo về lại không muốn về. Không hiểu làm sao. Ê, hết mình bị hết Covid thì mình vẫn phải mua hàng đóng thuốc này. Vì bị xong ấy, xong rồi bây giờ nó kiểu như trong người cổ đấy khó chịu, với lại mũi còn tịt này, nên là mình vẫn phải mua thuốc để uống tiếp. Mình cứ tưởng là mình không bị phải uống thuốc, vẫn phải uống tiếp mọi người ạ. Mà uống một đống thuốc nữa. Thôi hôm nay để ta đi ra ngoài kia, đi ra khỏi chỗ này xong đi ra khỏi làng các thứ ấy, cảm giác rất là vui luôn đấy. Bây giờ kiểu như là dịch nó bị nhiều quá nên là bây giờ nó cũng coi như là không như nào ấy. Có ai bị ấy thì cũng như kiểu là không bị ấy mọi người. Mình thấy có người bị ấy, vẫn còn đi ra ngoài đi chơi này, đi đâu đó này, kiểu bây giờ người ta không phòng như ngày trước đâu mọi người, kiểu chống chung với dịch ấy. Vui quá mọi người ạ. Mai được về rồi, mai được về với căn phòng của mình rồi, mai em đi bán quần áo thôi. Mình quay video nói chuyện với mọi người, chưa có ăn được cơm này, vẫn còn cơm ở dưới này. Bà vừa mang cơm rồi cho mình ăn, không biết bây giờ ở nhà như thế nào rồi mọi người ạ. Người tem mà mình chưa ra đấy, 7 ngày rồi, 8 ngày rồi mình chưa ra đấy. Chắc là video của mình cũng kết thúc thôi. Chắc là mai mình về rồi mình sẽ quay video ở nhà. Bye tất cả mọi người nha.